Ok, xin chào tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với Ngọc Lĩnh GBL Nam Định nha các bác nhá. Và trong suốt cái thời gian qua thì bên em cung cấp âm thanh cho các bác thì có một cái điều rất quan trọng như này, tức là mỗi một bộ karaoke trong gia đình thì không bao giờ thiếu được những cái bộ pin sạc. Đó thì tức là các bác nhá, tôi cũng là do nhu cầu của các bác nên là thường thường là em những cái bộ pin sạc này thì em lắp những cái dàn karaoke JBL này thì thường thường là mang đi để tặng các bác thôi. Nhưng mà do cái nhu cầu của các bác trên toàn quốc khá là lớn nên là cũng là những cái này em nhập âm thanh về thì những sản phẩm nào nó chất lượng thì em bán kèm theo các bác nhá. Do nhu cầu của bác thì thôi thì cũng cung cấp cho các bác để được các bác được sử dụng những cái sản phẩm nó ưng ý, ok các bác nhá. Thì giá thì rất hợp lý. Trước mặt các bác đây đó là ba mẫu pin sạc này các bác này. Thì cái mẫu này thì là B02 này. B02 là dung lượng 1200 A. Đó. Và sạc 4 nha các bác nhá. Mỗi một 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 hộp này là có 4 viên pin này, dung lượng 1200 A này. Đấy. Thì cái bộ này là có giá là 130k bao ship cho các bác nhá. Và bộ thứ hai đây là cái mẫu là K11 thì dung lượng là 3300 A. 3300 A. Và mẫu này thì có đèn báo này và tự ngắt khi đầy các bác nhá. Dùng cho mic không dây, micro không dây từ 8 đến 10 tiếng thoải mái luôn. Và đây là cái mẫu được rất nhiều bác là mua để ủng hộ này các bác này. Vì mẫu này quá khá là ok này. Mẫu K209 thì có màn hình báo này và tự ngắt khi đầy nha các bác nhé. Dung lượng cũng 3300 A. Đó, và mẫu này là 260k bao ship cho các bác nhá. 260k bao ship cho các bác. Thì các bác theo dõi kênh của em Lĩnh JBL các bác biết rồi. Những cái gì chất lượng thì sẽ đưa ra ngoài thị trường cho các bác để các bác đón nhận nhé các bác nhá. Đó, chúng ta dùng thì đây, tất cả những cái bộ mic không dây có trên thị trường hiện nay thì chúng ta đều dùng được nhá. Đó. Số lượng thì cũng không có nhiều các bác, mỗi lần về thì cũng 5-700 bộ thôi. Đó, 5-700 bộ thì các bác nào nhanh tay thì mua được các bác nhá. Giá thì em bao hàng giá ok rồi. Hàng thì chính hãng nhá các bác nhá. Và mọi chi tiết các bác mua hàng liên hệ cho Ngọc Lĩnh CBL Nam Định qua số điện thoại là 0975 964 123. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.